Bitcoin thì đã qua 11.000 đô và cái lúc mà thường làm bài video này thì các bạn thấy là giá của Bitcoin đã qua khỏi 11.300 đô. Bây giờ là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ ngày 10 tháng 10 năm 2020 thì trong vòng mấy ngày qua chúng ta nhận được rất là nhiều những cái thông tin mà rất có sức ảnh hưởng đối với thị trường tài chính nói chung và đương nhiên là có sức ảnh hưởng đối với thị trường Bitcoin và những thông tin này chúng ta cũng đã từng nói tới như là thông tin liên quan tới gói hỗ trợ thông tin liên quan đến là công ty Square mua 50 triệu đô la Bitcoin nhưng mà chúng ta lại có thêm một số những thông tin mới ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn và đặc biệt hơn là tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số những cảm nghĩ cá nhân của thuận liên quan đến tình hình của thị trường hiện tại thị trường bitcoin và cái xu hướng của bitcoin là như thế nào và tại sao thường vẫn nghĩ là chúng ta vẫn đang tiếp tục tiến về cái phía là 20.000 đô cho một đồng bitcoin và đương nhiên tất cả chỉ là cảm nghĩ cá nhân của thường thường muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thêm một cái góc nhìn để giúp đỡ các bạn trong việc đầu tư và trong thị trường bitcoin này nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì có thể là nhiều bạn cũng đã biết là Thuận mới thành lập một cái kênh đó chính là Thuận Capital Financial Thì trên kênh này Thuận chia sẻ những cái clip có cái thời gian ngắn hơn Tại vì nhiều khi à, khi mà chúng ta xem những cái video ở trên cái channel hiện tại thì Nhiều khi video rất là dài và cover rất là nhiều những cái Đề tài khác nhau cho nên Thuận thì hay tách ra những cái đề tài nhỏ hơn Và đăng tải trên kênh Thuận Capital Uh, financial này và ngày hôm qua thì không có video trên cái kênh hiện tại các bạn đang xem như mình thường có đăng hai cái video ngắn một cái video liên quan tới cái gói hỗ trợ 1,8 nghìn tỷ và một cái video liên quan đến ty Square mua 50 triệu bitcoin chúng ta sẽ đi sâu hơn về hai cái thông tin này một lát nữa và những người nào mà chưa theo dõi thuận trên cái uh, channel này thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy cái link dẫn các bạn đến cái channel này cũng như là cái link dẫn các bạn đến cái trang mà có những thông tin liên quan đến những cái mạng xã hội các bạn có thể theo dõi như là Facebook, Telegram và Twitter. Tất cả các link đi sẽ nằm ở phía dưới video này. Thì chúng ta nhìn vào cái tình hình hiện tại của Bitcoin thì các bạn thấy được là hiện tại thì giá của BTC vẫn đang rất là tốt, có cái sự tăng trưởng các bạn thấy đã qua 11.000 đô rồi bây giờ đã lên tới là 11.346 sáng ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ. Thì chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái yếu tố hiện bây giờ là đang dẫn dắt giá cả của BTC Đầu tiên hết thì chúng ta sẽ nói tới cái yếu tố liên quan đến gói hỗ trợ. Thì có thể có nhiều bạn nói là gói hỗ trợ là gói hỗ trợ của Hoa Kỳ thì liên quan gì đến thị trường crypto? Các bạn cần phải nên biết một điều đó chính là hiện bây giờ cái sự tương quan giữa thị trường crypto và thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ nhất là chúng ta nói tới S&P 500 thì chỉ số S&P 500 của Hoa Kỳ với lại thị trường Bitcoin là có cái sự tương quan rất là mật thiết hiện bây giờ có nghĩa là đi theo cùng một nhịp, đi theo cùng một xu hướng. Và một trong những cái yếu tố ảnh hưởng đến cái sự tăng trưởng hay là đi xuống của thị trường cổ phiếu của Mỹ bây giờ đó chính là liên quan đến cái gói hỗ trợ các bạn thấy được là cái gói hỗ trợ là một điều đã được bàn tới trong vòng mấy tháng qua và cái thông tin mới nhất chúng ta nhận được đó chính là cái gói hỗ trợ 1,8 nghìn tỷ. Đây là cái đề xuất được đưa ra từ Nhà Trắng bởi Tổng thống Donald Trump. Thì cái thông tin mới nhất chúng ta nhận được hồi sáng này là cái đề xuất 1,8 nghìn tỷ này. Cái cơ hội được thông qua là rất là thấp. Tại vì sao? Tại vì chúng ta nhận được cái thông tin là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng như là những đại diện của đảng Cộng Hòa cũng không chấp nhận cái gói hỗ trợ 1,8 nghìn tỷ này đương nhiên là bên dân chủ nói là 1,8 nghìn tỷ vẫn không đủ để có thể là giải quyết được những cái điều mà cần được giải quyết cho nên cái phiên bản của đảng dân chủ hiện bây giờ đã là 2,2 nghìn tỷ còn ngược lại đảng cộng hòa thì nói là 1,8 nghìn tỷ này có thể là nhiều hơn là con số mà họ có thể chấp nhận được cho mình thấy được là cái cơ hội mà có được một gói hỗ trợ thông qua bây giờ cũng còn chưa có biết nhất là cái cơ hội mà được thông qua trước ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 thì lại cần thấp hơn và đây là một trong những cái điều mà chúng ta sẽ không có thể nào biết được là tuần kế tiếp sẽ như thế nào ngay cả khi mà chúng ta nhìn vào những gì đã xảy ra trong cái thời gian gần đây thì chúng ta đi vào cái mind map mà mình thường đã chia sẻ với các bạn trong những cái video trước đây thì chúng ta thấy được là trong cái thời gian mà chỉ một tuần qua chúng ta đang nhận được rất nhiều những cái thông tin mà có thể nói là làm nhiều người khó hiểu được chia sẻ bởi tổng thống Donald Trump như là các bạn thấy được là đảng dân chủ đang công hòa thì cách đây một tuần thì vẫn tiếp tục đàm phán cái gói hỗ trợ thì hai bên có sự khác biệt là đảng dân chủ muốn 2,2 nghìn tỷ đảng công hòa muốn 1,6 nghìn tỷ nhưng mà khi mà tổng thống Donald Trump các bạn cũng đã biết lúc mà ông còn đang ở trong cái bệnh viện quân y Walter Reed thì tổng thống Donald Trump nói là muốn có một gói hỗ trợ thông qua nhưng mà sau đó hai ngày khi mà ông trở về Nhà Trắng thì đột ngột lại có một cái thuyết được chia sẻ bởi Tổng thống Donald Trump là sẽ ngưng tất cả những cái cuộc đàm phán liên quan đến gói hỗ trợ cho đến khi mà bầu cử thành công và ông trở thành người mà tái đắc cử thì lúc đó ông sẽ đưa ra một cái gói hỗ trợ còn lớn hơn là cái gói hỗ trợ mà đang được nói tới và các bạn thấy được đây là một điều đã làm cho thị trường chứng khoán lao vực ngay lập tức chúng ta cũng đã chứng kiến cái lúc mà thường chia sẻ thông tin này trước đi vài ngày rồi ngay sau đó cùng một ngày đó các bạn thấy được là hồi chiều thì cái cái thông tin của tổng thống Donald Trump là không tiếp tục đàm phán nhưng mà tối ngày hôm đó các bạn thấy được là tổng thống Donald Trump mày nói là muốn những cái gói hỗ trợ riêng lẻ như là cái gói hỗ trợ một hàng 200 đô cho người dân của Hoa Kỳ hay là cái gói hỗ trợ 25 tỷ cho hãng hàng không hay là 135 tỷ cho những doanh nghiệp nhỏ thì các bạn thấy được là những gói hỗ trợ nhỏ này đã bị từ chối bởi Nancy Pelosi chủ tịch hạ viện tại vì bà ta không muốn có những gói hỗ trợ riêng lẻ và ta chỉ muốn có một gói hỗ trợ lớn mà có thể là giúp đỡ được tất cả mọi người. Thì các bạn thấy được là cuối cùng thì ngày 9 tây tháng 10 Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một quyết định là sẽ nâng cái giá tiền gói hỗ trợ lên tới 1,8 nghìn tỷ và đây chính là cái thông tin mà chúng ta mới vừa nói tới. Chúng ta hãy trở lại cái slide mới đây. Thì tuy là bây giờ tôi vẫn còn rất là lạc quan đối với lại thị trường crypto cũng như là thị trường chứng khoán nhưng mà một trong những cái điều mà các bạn cần phải nên hiểu một trong những cái nguy hiểm trong thời gian ngắn hạn đó chính là cái thông tin liên quan đến gói hỗ trợ được thông qua hay là không được thông qua ai sẽ đưa đề xuất ai sẽ từ chối những thông tin này thì thay đổi liên tục như là các bạn thấy đây trong vòng một tuần qua đã thay đổi liên tục và nhất là nó tới tổng thống Donald Trump thì lại thay đổi ý kiến trên Twitter làm cho thị trường lại trao đảo và đổi chiều liên tục cho nên một trong những cái nguy hiểm ngắn hạn Tôi là trong cái thời gian dài hạn Thường vẫn tin tưởng là giá BTC vẫn đang trên cái đà Tiếp tục tăng trưởng như thường đã từng chia sẻ với các bạn Trong những video trước đây Nhưng mà trong thời gian ngắn hạn Một cái nguy hiểm mà chúng ta không thể biết được Đó chính là tình hình của cái hỗ trợ sẽ ra sao Nếu như mà chúng ta nhận được thông tin xấu liên quan đến gói hỗ trợ thì chứng khoán Hoa Kỳ sẽ đảo chiều đi xuống và tôi nghĩ là Bitcoin cũng sẽ đi theo có xu hướng đó cho nên các bạn cần phải hiểu được một những thông tin mà chúng ta cần phải theo sát đó chính là thông tin liên quan tới gói hỗ trợ của Hoa Kỳ đây là cái yếu tố hiện bây giờ mà dẫn đến cái sự việc là giá cả đi lên hay là đi xuống trong thời ngắn hạn chúng ta bây giờ hãy nói tới cái yếu tố thứ nhì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan đến đây là cái tháng 10 chúng ta là một tháng trước cái ngày bầu cử ngày 3 tây tháng 11 và chúng ta cũng đang thấy được là đây là cái biểu đồ thường đã chia sẻ trước đây là cái tháng 10 mà dầm vào cái năm bầu cử thì thường cái tháng 10 đó là một cái tháng 10 mà thị trường sẽ đi xuống và đương nhiên cái biểu đồ này nói về cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ thì Bitcoin và S&P 500 của Hoa Kỳ là có sự quan hệ rất là mật thiết cho nên chúng ta thấy được nếu như mà cái tháng 10 này như là lịch sử đã chứng minh được trước ngày bầu cử là một cái tháng mà sẽ đầy một màu đỏ thì đây cũng là một cái mối nguy hiểm trong thời gian ngắn hạn liên quan đến thị trường Bitcoin. Đương nhiên các bạn thấy được là ngày bầu cử là không còn xa nữa, chúng ta không còn tới một tháng nữa là đã tới ngày bầu cử của Hoa Kỳ. Và như đã chia sẻ trước đây, các bạn thấy được là trong thời gian bầu cử trước ngày bầu cử và sau cái ngày bầu cử trong thời ngắn hạn thì thị trường thường có rất là nhiều cái độc thái à, dựa theo là ai thắng ai thua dựa theo là cái tình hình kinh tế tình hình thuế như thế nào nhưng mà trong thời gian dài hạn thì các bạn đã thấy được là cho dù là chúng ta có một cái tổng thống là đảng nào đi nữa thì trong thời gian dài hạn chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ thì vẫn tiếp tục tăng lên và nếu như mà chúng ta thấy được là Bitcoin tiếp tục đi theo xu hướng của chỉ số S&P 500 ít nhất là trong thời gian ngắn hạn này thì nếu như mà sau ngày bầu cử mọi việc ổn định lại và từ từ chúng ta thấy được có cái sự tăng trưởng thì cũng là lúc mà chúng ta thấy là giá của BTC nếu như mà tiếp tục đi theo xu hướng của S&P 500 chứng khoán của Hoa Kỳ thì S&P 500 tăng thì đương nhiên là Bitcoin cũng sẽ tăng theo đây là cái tình hình chúng ta không rõ trong hiện ngắn hạn mà thôi trong thời gian dài hạn thì chúng ta có rất là nhiều cái điều cho thấy được là giá của btc sẽ tiếp tục và tiếp tục tăng trưởng thôi sẽ chia sẻ thêm một số những thông tin với các bạn thì chúng ta nhìn vào cái yếu tố thứ ba yếu tố thứ ba đó chính là cái yếu tố liên quan đến chúng ta lại nhận được rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến là công ty này lại mua uh, bitcoin công ty kia lại mua bitcoin để mà dự trữ như là họ uh, lưu trữ vàng lưu trữ những cái tài sản khác cho công ty của mình thì các bạn thấy được là cái thông tin liên qua tới công ty Square mua 50 triệu đô la bitcoin. Đây là cái thông tin thuận đã chia sẻ với các bạn trong những cái video trước đây và một trong những điều mà thuận đã chia sẻ ngày hôm qua trong cái video ngắn bên channel kia đó chính là điều mà các bạn cần phải hiểu là công ty Square mua 50 triệu đô la bitcoin thì khiến cho giá cả tăng lên nhưng mà giá cả tăng lên đó là đã tăng lên sau khi mà công ty Square đã mua rồi. Cái thông tin chúng ta nhận được là thông tin mà công ty Square đã mua rồi sau đó họ lại nạp giấy tờ lên trên SEC ban quản lý chiến lược hoa kỳ lúc đó chúng ta mới biết là họ đã mua chứ còn lúc mà họ mua thì công ty square họ sẽ dùng bất cứ một chiến lược nào để mà làm cho giá cả không di động để họ có thể mua được BTC với cái giá tốt Lý do tại sao mà giá cả tăng lên khi mà chúng ta nhận được cái thông tin này đó chính là những cái nhà đầu tư riêng lẻ như mà là Thuận và các bạn thì FOMO vào để mà đẩy giá lên và công ty Square tuy là mua cái số lượng Bitcoin chỉ là 50 triệu đô la mà thôi thì rất là thấp so với cái số lượng mà được mua bởi những công ty khác như là MicroStrategy đã mua con số lên tới là hơn 400 triệu đô la nhưng mà các bạn thấy được là công ty Square là một công ty lớn hơn và cái Thông tin công ty Square mua Bitcoin là một thông tin mà được nhiều nhà báo truyền thống như là CNBC, uh, Wall Street Journal nói tới rất là nhiều. Cho nên các bạn thấy được đây là một cái thông tin không phải là một thông tin nhỏ và nhiều người tin tưởng đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Chúng ta có một cái uh, trang web, trang web này là thống kê là hiện bây giờ dựa theo tài liệu của những công ty mà lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ mà họ gửi giấy tờ đến cho SEC. Thì những công ty nào hiện bây giờ đang lưu trữ Bitcoin thì các bạn thấy được là hiện bây giờ chúng ta nhìn vào những công ty này thì các bạn thấy được là ngoại trừ công ty Michael Strategy và công ty Square thì thật ra chúng ta có rất nhiều những công ty khác đã bắt đầu mua và lưu trữ Bitcoin và phần lớn các bạn thấy được là đây là những cái filings nghĩa là những cái giấy tờ nạp mà những giấy tờ nạp này là nạp cho SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ và chúng ta thấy rất rõ ràng là cái thời gian mà mua là phần lớn là năm 2020 như là MicroStrategy thì mua tháng 9 năm 2020 và tháng 8 năm 2020 Galaxy Digital Holding thì mua năm 2020 hồi tháng 6 Square thì mới đây các bạn thấy được hết A Mining Corp thì mua là cái quý 2 năm 2020 vân vân các bạn thấy được là rất nhiều những công ty là chỉ mới mua năm nay mà thôi cho nên nhiều người tin tưởng là đây là một cái phong trào mà chúng ta thấy sẽ ồ ạt À, đổ vào thị trường Bitcoin này Chúng ta có rất nhiều những công ty Mà họ lưu trữ Tổng cộng các bạn thấy được là lưu trữ con số rất là nhiều Tổng cộng họ đã lưu trữ 598.237 đồng Bitcoin Ở cái thời điểm Mà chúng ta thống kê Cái bảng thống kê này Và các bạn thấy được là tổng số Mà lên tới cái giá trị mà họ đầu tư vào Là 6,3 tỷ đô la và các bạn thấy được là cái con số đó tính theo giá cả ngày hôm nay Các bạn thấy đây là cái giá trung bình mà họ mua Cái giá ngày hôm nay đã lên tới 6,7 gần 6,8 tỷ đô la Và phần lớn các bạn thấy được là ngoại trừ công ty A Mining Corp Là cái số tiền mà họ bỏ ra là 36 triệu Bây giờ chỉ còn có 33 triệu Những công ty khác đều có lời khi mà họ đầu tư Bitcoin năm nay Và một chuyến đi mình đã từng chia sẻ với các bạn Là nếu như mà những công ty này lưu trữ Bitcoin và Bitcoin tăng giá thì sẽ dẫn tới là nhiều công ty khác sẽ FOMO vào trong thị trường này. Tại vì sao? Tại vì những cổ đông của những công ty khác sẽ nói là tại sao mà công ty này lại không bắt chứa những công ty như là MicroStrategy hay là Square mà đầu tư vào BTC để cho có được cái lợi nhuận mà lại lưu trữ những cái loại tài sản khác không có cái sự tăng trưởng bằng À, và các bạn thấy được là sẽ dẫn đến là những cái công ty khác nó sẽ FOMO vào. Và các bạn thấy là thường thì những công ty lên trên sàn mà họ muốn đưa ra một cái chiến lược nào đó thông qua cái hội đồng quản trị cũng như là cổ đông thì có thể mất một số thời gian, nhiều ước tính cho là có thể mất lên tới 6 tháng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như những công ty mà bắt đầu mà nạp giấy tờ để cho được thông qua bởi hội đồng quản trị cũng như là cổ đông để có thể mua Bitcoin thì 6 tháng sau những công ty đó mới có thể bắt đầu mua Bitcoin được. Cho nên trong thời gian 6 tháng tới đây, nếu như mà giá cả tăng lên thì tôi nghĩ là sẽ dẫn đến càng nhiều những công ty ao ạt đổ vào thị trường Bitcoin này để mà mua, để mà lưu trữ Bitcoin. Nhưng mà đương nhiên cái tình hình ngược lại cũng có thể xảy ra nếu như mà Bitcoin mà xuống mạnh thì sẽ dẫn đến là nhiều cổ đông sẽ la làng cho những công ty này tại sao lưu trữ BTC để giá lại xuống mạnh. Cho nên cái thời điểm bây giờ các bạn thấy được là cái thời điểm máu chốt là btc cần phải có sự tăng trưởng tại vì nếu như mà có sự tăng trưởng của btc có thì sẽ dẫn đến là hàng loạt những công ty khác sẽ ảo ạt đổ vào để mà mua bitcoin lúc đó các bạn thấy được là bitcoin sẽ càng được đẩy giá lên đây là ba yếu tố mà thường muốn chia sẻ với các bạn thì chúng ta bây giờ hãy nói tới những cảm nghĩ của Thuận về cái bước kế tiếp cái tình hình của bitcoin hiện bây giờ là như thế nào ngoại trừ những cái tin tức chúng ta mới vừa nói tới ra thì thời gian dài hạn sẽ ra sao thì các bạn thấy được là thời điểm này thì giá cao của BTC là 11.346 thì chúng ta thấy được một trong những cái mức cản mà trong thời gian là hầu như là mấy tháng qua chúng ta không qua được đó chính là cái mức cản cái khoảng khoảng chừng là 12.000 đô thì câu hỏi bây giờ thời gian ngắn hạn là Bitcoin có thể một lần nữa phá 12.000 đô và có thể giữ vững được cho 12.000 đô hay là không cũng như là Bitcoin đã phá 10.000 đô và mặc dù trong thời gian là hai tháng qua chúng ta nhận được một số những cái thông tin không tốt liên quan đến thị trường crypto nhất là trong thời gian chỉ có là hai tuần qua chúng ta nhận được thông tin liên quan tới tổng thống bị nhiễm dịch bệnh chúng ta nghe nói thông tin liên quan tới sàn Bitmax bây giờ là đang bị điều tra và một số những cái thành viên đã bị bắt các bạn thấy được là đây là những cái thông tin mà không tốt đối với thị trường crypto nhưng mà giá của BTC vẫn tiếp tục bảo vệ được cái dùng là 10.500 đô và vẫn tiếp tục bảo vệ được à, trên 10.000 đô thì bây giờ mọi người muốn thấy cái tình hình tương tự nhưng mà Bitcoin phải qua khỏi 12 000 đô và bảo vệ được cái giá BTC... BTC trên 12.000 đô. Đây là điều đầu tiên trong thời gian ngắn hạn. Thứ nhì, các bạn thấy được là nếu như qua khoảng 12.000 đô thì cái mức kế tiếp nhiều người tin tưởng là chúng ta cần phải qua được đó chính là khoảng chừng 13.800 đô, 14.000. Đây là cái mức mà các bạn thấy được là giá BTC cao nhất trong thời gian gần đây có nghĩa là hồi năm ngoái, hè năm ngoái, hồi khoảng chừng là tháng 7 của năm 2019 thì lúc đó giá BTC đã tăng lên tới 13.800 đô sau đó thì lại đi trở xuống và chúng ta muốn thấy được là Bitcoin phá được 13.800 đô và khi mà Bitcoin có thể qua được 13.800 đô này và có thể bảo vệ được cái giá trên cái đó thì thật ra các bạn thấy được là từ 13.800 đô lên tới 20.000 thì hầu như là không có một cái dùng cản trở nào hết đây là những gì mà mọi người đang tin tưởng cho nên đầu tiên hết thì chúng ta phải thấy được Bitcoin phải giữ vững được cái mức hiện tại và tiếp tục tiến lên và phá được 12.000 đô và phải trên 12.000 đô giữ vững được cái mức đó sau đó phá 13.800 đô và giữ vững được trên 13.800 đô thì thực ra mà nói là từ 13.800 đô lên đến 20 000 thì chúng ta thấy là hầu như là không còn bất cứ một cái dùng cản trở nào hết đây là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến cái tình hình của BTC kế tiếp cái mình thấy được là những cái yếu tố yếu tố đầu tiên mà tôi muốn nói tới là một trong những người mà quảng bá mạnh nhất một trong những người mà liên tục ở trên thị trường mà quảng bá cái tầm quan trọng của Bitcoin không phải là một ai trong thị trường Bitcoin này hết, không phải là một YouTuber nào hết, không phải là một nhà đầu tư nào hết mà chính là Jerome Powell, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ. Các bạn thấy được là tại vì sao? Tại vì những hành động của cục dân của hoa kỳ đã dẫn đến lòng tin của mọi người càng vững chắc hơn khi mà nói tới bitcoin tại vì lạm phát thì cứ liên tục tiền thì cứ tiếp tục in ra để cho các bạn hiểu được cái tầm in tiền của bây giờ là như thế nào thì chúng ta hãy nhìn vào cái con số con số này là thống kê cách đây là cũng một thời gian bây giờ con số nó nhiều hơn nhưng mà bây giờ chúng ta thấy được là cái con số tiền hỗ trợ đến từ à, cục dân bang của hoa kỳ cũng như là đến từ những cái ngân hàng trung ương của những quốc gia khác trong cái trận đại dịch này các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ thôi đã lên tới 2,4 nghìn tỷ ở Ý đã lên tới 2,1 nghìn tỷ ở Brazil đã lên tới 1,9 nghìn tỷ và Canada đã lên tới 1,7 nghìn tỷ có thể được là con số là nghìn nghìn tỷ và không chỉ riêng là Hoa Kỳ mà con thấy được là những quốc gia lớn như là Ý, Brazil, Canada, thậm chí chúng ta nói tới Anh, chúng ta nói tới Trung Quốc cũng đưa rất nhiều tiền à, đi vào cái thị trường tài chính để mà hỗ trợ thị trường tài chính, hỗ trợ nền kinh tế trong cái trường đại dịch này. Cái con số này là con số tiền mà được in ra cho nên sẽ dẫn đến là lạm phát sẽ rất cao sau này. Và các bạn thấy được là cái tình hình hiện bây giờ chúng ta nhìn vào cái thống kê là tổng số stimulus nghĩa là cái gói hỗ trợ của Hoa Kỳ đã lên tới 2,2 nghìn tỷ mà chúng ta nhìn vào cái đại suy thoái năm 2008 thì cái số tiền được chia ra lúc đó để mà cứu vãn tình hình đại suy thoái của năm 2008 năm 2009 là chỉ có 937 tỷ mà thôi Đi chúng ta đã nói tới là nghìn nghìn tỷ Thì khi mà tiền in ra càng nhiều thì sẽ dẫn đến tình hình lạm phát thì có thể là nhiều bạn đọc những bài báo nói là lạm phát thì bây giờ là vẫn còn chưa có Có thể là chúng ta sẽ thấy tình hình giảm phát trước rồi mới tới lạm phát Nhưng mà đối với Thuận, Thuận chỉ có thể chia sẻ về tình hình ở Cali hiện tại Nếu như mà nào mà sống ở Cali mà đi mua sắm, đi siêu thị Thì tôi cũng đã thấy được là giá cả hàng hóa, giá cả của những cái đồ mà các bạn cần phải mua trong siêu thị Đã tăng giá lên, đây là cái sự thật mà chúng ta không thể nào mà chối cãi được Thì lạm phát đối với Thuận là đã đến và chúng ta bây giờ nói tới là lạm phát thì các bạn thấy được là chúng ta có nhiều cách nhìn khác nhau cách nhìn bình thường thì các bạn thấy được là những biểu đồ mà đã được từng chia sẻ bởi nhiều người như là các bạn thấy được là cái giá trị của một đô la từ năm 1913 thì giảm liên tục giảm cho đến cái mức hiện bây giờ là các bạn thấy là không còn bao nhiêu hết gần như là đã hướng về cái xu hướng là chỉ còn có 5 cent mà thôi như là một đô la năm 1913 bây giờ là chỉ Tương đối giá cả là chỉ là 5 cent mà thôi cho mình thấy được là cái phần trăm mà tiền mức giá đã là 95% trong cái khoảng thời gian từ năm 1913 tới bây giờ. Một cách nhìn khác nữa thì mình thấy được là 100 đô năm 1913 và cho đến năm 2018 thì 100 đô đó đã đáng giá 2.529 đô có nghĩa là 2.529 đô của năm 2018 là cái giá trị tương đương với lại 100 đô thì các bạn thấy được là lạm phát là một điều mà sẽ ảnh hưởng rất trầm trọng đối với tài sản của một người, một công ty đó là cũng là một trong lý do dẫn đến cái sự thúc đẩy của nhiều người sẽ lưu trữ những tài sản chống lạm phát như là vàng hay là bitcoin và chúng ta nói tới vàng hay là bitcoin thì chúng ta hay nói tới là bây giờ thì thị trường còn bao nhiêu bitcoin thì chúng ta có thể nhìn vào những cái tài liệu căn bản như là các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay ngày 10 tháng 10 năm 2020 thì cái số lượng Bitcoin có thể còn đào được là khoảng 2 triệu 486.650 Bitcoin thì mỗi 10 phút thì các bạn thấy được là sẽ đào được thêm Bitcoin và cái số lượng Bitcoin mà đã được đào là đã là 88 phần trăm có nghĩa là bây giờ là chỉ còn có 12 phần trăm Bitcoin là chưa được đào mà thôi Tổng số lượng Bitcoin có trên thị trường bây giờ là 18.513.350 triệu 513 ngàn 350 đồng Bitcoin. Mỗi một ngày sẽ có thêm 900 đồng Bitcoin mới ra đời. Và các bạn thấy được là 900 đồng Bitcoin này sẽ tiếp tục cho đến khi mà 4 năm sau thì sẽ bị giảm số chỉ còn có 450 đồng Bitcoin mỗi ngày ra đời mà thôi. Sau cái đợt halving lần kế tiếp của năm 2024. Và một điều quan trọng hơn hết nữa là chúng ta thấy là bây giờ trên thị trường có tới 18 triệu Bitcoin, 18,5 triệu Bitcoin Nhưng mà cái số lượng Bitcoin thực sự các bạn có thể là mua được, sở hữu được hiện bây giờ là bao nhiêu Thì bây giờ chẩn đoán các bạn thấy được là chúng ta phải trừ ra là khoảng chừng 3 tới 4 triệu Bitcoin Đã coi như là mất vĩnh viễn, có nghĩa là cái khóa cá nhân đó không còn ai có thể là có nữa Không còn ai có thể là dùng để mà di chuyển Bitcoin nữa Tại vì cái khóa cá nhân đã bị mất Tại vì những ngày đầu tiên Bitcoin thì rất là dễ đào và không có giá trị Nhiều người thì khi mà họ đào xong họ lưu trữ trên máy vi tính và Sau đó họ lại bỏ máy vi tính của mình Hay là nhiều người họ qua đời nhưng mà không có cho con cái biết Không cho người nhà biết là có Bitcoin và cái khóa cá nhân nằm ở đâu Hay là người ta chỉ không biết là khóa nhân đang để ở đâu Cho nên các bạn thấy được là ít ra chúng ta có thể ước tính được Dựa theo nhiều trang web là từ 3 tới 4 triệu Bitcoin đã mất vĩnh viễn Làm sao cho ta ước tính được Tại vì con số 3 trong triệu Bitcoin này là không di chuyển mặc dù là tình hình Bitcoin có như thế nào cũng không di chuyển Các bạn thấy được là một người mà nếu như mà lưu trữ số lượng lớn Bitcoin là mấy trăm Bitcoin, mấy ngàn Bitcoin, thậm chí là cả triệu Bitcoin Thì tại sao mà khi chúng ta thấy là Bitcoin là từ 1 đô la lên tới 10 đô la, lên tới 100 đô la, lên tới 1 ngàn đô la Rồi từ ngàn đô la xuống còn vài trăm đô la, rồi từ vài trăm đô la lại trở lên 20.000 đô la, rồi lại trở xuống 3.000 đô la Thì cái tình hình Bitcoin di chuyển như vậy mà tại sao người nào đó lại không bán ít ra cũng bán một ít Bitcoin của mình hay là mua thêm khi mà giá đi xuống cho nên những cái ví đó thì nhiều người tin tưởng là cái số Bitcoin đã bị mất vĩnh viễn tại vì không ai còn cái khóa cá nhân của cái ví đó nữa đây là điều đầu tiên các bạn cần phải biết nên chúng ta phải trừ ra 3 tới 4 triệu Bitcoin Cộng vào đó nữa chúng ta thấy được là có rất nhiều những tỷ phú trên thế giới bây giờ là lưu trữ số lượng lớn BTC Như là chúng ta thấy là anh em sinh đôi Winklevoss thì dựa theo những thống kê cách đây 2 năm là lưu trữ khoảng chừng là 1% của tất cả Bitcoin trên thế giới Chúng ta thấy được là à, tỷ phú May Noboras cũng lưu trữ rất nhiều Bitcoin Ngay cả Barry Shilbert, các bạn thấy được Barry Shilbert là đầu tư vào rất nhiều những cái công ty liên quan đến thị trường crypto này Cũng như là công ty Coindesk mà chúng ta thường hay nhận được cái thông tin, tin tức hàng ngày thì đây là một số những cái tên tuổi mà căn bản mà thôi các bạn thấy được là có rất nhiều và rất nhiều tỷ phú và triệu phú lưu trữ số lượng bitcoin mà họ không như chúng ta biết được là bao nhiêu thì các bạn thấy được là những người này cũng là những người mà có thể là lưu trữ rất nhiều những loại tài sản khác như là bất động sản hay là vàng thì một điều mà nhiều bạn thường hay nói tới là một ngày nào đó họ sẽ xả hàng trên đầu của mọi người cho nên chúng ta cần phải uh, thận trọng thì các bạn thấy được là điều tương tự cũng đã được nói tới khi chúng ta nói tới là thị trường vàng thì nhiều người cho là nhiều tỷ phú lưu trữ vàng thì một ngày nào đó họ sẽ xả hết vàng làm cho thị trường vàng bị sập xuống nhưng mà các bạn thấy được ngày đó thì cứ năm này qua năm nọ vẫn không tới trong khi thị trường vàng đã có mặt rất lâu đời lâu hơn là bitcoin rất là nhiều cho nên trên căn bản nếu như mà những nhà đầu tư này thực sự là lưu trữ bitcoin như là một cái loại tài sản lưu trữ lâu dài thì nếu như mà không cần tiền thì không có lý do gì họ lại xả hàng để mà đẩy giá đi xuống. Đây là một chuyện điều mình không muốn chia sẻ với các bạn. Và cộng vào đó nữa là không nói tới tỷ phú không nói tới triệu phú chúng ta chỉ nói tới những người bình thường như thuận và các bạn thì bản thân thường, khi mà cô nó biết là lưu trữ bitcoin là trong vòng là 4 năm qua trong khi mà chúng ta có rất nhiều và rất nhiều người càng ngày lại càng tin tưởng vào cái giá trị lưu trữ lâu dài của bitcoin hơn cho nên chúng ta thấy được là chúng ta nhìn vào cái hold wave đây là một biểu đồ mà thường nó chia sẻ chi tiết hơn trong nhiều video trước đây nhưng mà trong video này chúng ta sẽ nói một cách Căn bản là các bạn thấy được là cái màu xanh dương này Có nghĩa là cái số lượng uh, Bitcoin mà được lưu trữ hơn 5 năm Thì càng ngày càng ngày lại càng nhiều hơn Có nghĩa là sao? Có nghĩa là càng ngày chúng ta lại càng thấy nhiều người tin tưởng vào cái giá trị lâu dài của bitcoin cho nên họ chấp nhận lưu trữ lâu dài và cộng vào đó nữa chúng ta thấy được là có rất là nhiều những công ty chúng ta mới vừa nói tới là đang đổ xô vào thị trường bitcoin này và những công ty này họ lưu trữ bao nhiêu bitcoin thì không ai biết được chúng ta chỉ biết được những công ty mà uh, lên sàn những công ty mà điền giấy tờ với lại sec cho mọi người biết được là họ lưu trữ bao nhiêu bitcoin Mà những công ty mà không lên sàn thì họ sẽ không có cho chúng ta biết được là bao nhiêu cho nên đối với những cái tin tức này cho các bạn thấy được một điều là bitcoin thực sự là hiếm hơn là các bạn nghĩ rất là nhiều còn bao nhiêu bitcoin thì thực sự mà nói đối với thuật là không còn nhiều giữa cái số lượng bitcoin bị mất cái số lượng bitcoin mà được những tỷ phú những triệu phú lưu trữ cái số lượng bitcoin mà được lưu trữ bởi những người như là bản thân thuận trừ ra những cái người mà uh, lưu trữ bitcoin cho công ty thì mình thấy được là cái số bitcoin trên thị trường thực sự mà nói có thể là ít hơn là nhiều bạn tưởng tượng và khi mà nói tới Bitcoin với và là vàng thì có rất nhiều điểm giống nhau nhưng mà cũng có rất nhiều điểm khác nhau Và một trong những cái điều mà hồi sáng này khi mà thường xem cái video của Ivan on Tech Thường cảm thấy nó cũng rất có lý đó chính là cái sự khác biệt giữa cái Bitcoin và vàng Đó chính là khi mà cái giá vàng tăng trưởng thì sẽ dẫn đến việc là nhiều công ty đào vàng sẽ đầu tư thêm tiền vào đào vàng Nếu như là vàng đang tăng trưởng thì họ sẽ có cái lợi nhuận khi mà có lợi nhuận cho họ sẽ đầu tư vào để mà có thêm người đào vàng đào nhiều vàng hơn cho nên khi mà cái nhu cầu vàng tăng trưởng dẫn đến giá trị vàng tăng trưởng thì một điều mà chúng ta thấy được là sẽ có nhiều công ty họ lại đầu tư đào nhiều vàng hơn thì sẽ có nhiều vàng hơn trên thị trường tại vì vàng là không giới hạn vàng là vô hạn cho nên khi mà cái nguồn cầu tăng lên cái nhu cầu tăng lên thì sẽ dẫn đến là cái số lượng vàng có thể bán ra thị trường cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên là có thể là có một cái thời gian trì hoãn giữa cái nhu cầu và cái số lượng vàng mới, nghĩa là cái sự khác biệt giữa cái thời gian uh, nguồn cung và nguồn cầu. Nhưng mà trên căn bản thì thời gian dài hạn các bạn thấy được là nguồn cầu tăng lên cho vàng thì cũng đồng nghĩa là nguồn cung cũng sẽ tăng lên nhưng mà cái điều này không đúng đối với Bitcoin tại Bitcoin là có giới hạn các bạn thấy được là Bitcoin chỉ có 21 triệu mà thôi và Bitcoin không giống như vàng ở một chỗ là khi mà giá BTC tăng lên thì đương nhiên sẽ dẫn đến là nhiều cái xưởng đào sẽ mọc lên nhiều người lại muốn đi đào Bitcoin hơn nhưng mà không có nghĩa là Bitcoin sẽ được đào nhanh hơn các bạn thấy được là Bitcoin thì đi theo cái uh, toán học có nghĩa là mỗi 10 phút thì bạn thấy được là khi mà tốc độ đầu tăng lên thì độ khó đào cũng sẽ tăng theo mỗi hai tuần điều chỉnh một lần cho nên cuối cùng thì cái số lượng bitcoin ra đời mỗi một ngày thì cũng gần như là giống nhau cho nên không thể có thêm bitcoin được không thể đào nhanh hơn được cho nên đây là một trong những điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay những điều này sẽ dẫn đến là giá của btc có cái sự tăng trưởng sau này tại vì cái nhu cầu thường nghĩ là càng ngày càng, sẽ càng tăng nhiều hơn nhưng mà cái nguồn cung thì cũng sẽ như vậy thậm chí là càng ngày cái số lượng Bitcoin có thể đào được lại càng uh, ít hơn cộng với lại càng ngày sẽ có càng nhiều người lưu trữ Bitcoin mà không muốn bán nhiều hơn. Thì các bạn nghĩ sao? Những cái thông tin ngày hôm nay các bạn hãy comment ở phía dưới. Uh, một trong những cái câu hỏi mà thường hay nhận được là nếu như mà thuận tin tưởng là giá BTC sẽ tới cái mức là 100.000 đô thì một trong những câu hỏi là ai sẽ mua Bitcoin lúc 100.000 đô? Thì để trả lời câu hỏi này các bạn cần phải nên nhớ là Warren Buffett lần đầu tiên mua cổ phiếu của Apple là năm 2016 sau khi mà Apple đã có cái sự tăng trưởng rất là nhiều khi chúng ta nói tới giá cả cổ phiếu của Apple nhưng mà mãi tới năm 2016 thì Warren Buffett mới lần đầu tiên đầu tư vào trong công ty Apple lúc đó là giá cổ phiếu là khoảng 100 đô nhưng mà sau khi mà Warren Buffett đầu tư vào công ty Apple thì cho đến ngày hôm nay 4 năm sau thì đã có cái lợi nhuận rất là cao cho nên các bạn thấy được là câu hỏi là ai sẽ mua Bitcoin lúc 100.000 đô đó chính là những người mà có tầm nhìn xa hơn nghĩ là Bitcoin sẽ lên tới 1 triệu đô la các bạn nghĩ sao về những thông tin này các bạn hãy comment ở phía dưới Và đây là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch nào Các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này Để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Như là ưu đãi để nhận những cái tín hiệu trade miễn phí Hay là ưu đãi được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn